Du lịch là khoảng thời gian tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống của bạn. Nhưng ngay lúc này, ở đâu đó có những cuộc sống, sinh mạng khác đang bị đe dọa. Voi là loài động vật trên cạn lớn nhất còn sót lại trên trái đất. Mỗi năm, có khoảng 20.000 cá thể voi châu Phi bị săn trộm để lấy ngà, khiến quần thể của chúng giảm gần 70% trong chưa đầy 40 năm qua, từ khoảng 1.300.000 cá thể xuống còn hơn 400.000 cá thể. Với tốc độ tàn sát này, loài voi có thể sớm biến mất hoàn toàn khỏi thế giới tự nhiên. Chúng ta có thể làm gì? Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo ngà voi là vi phạm pháp luật Việt Nam. Vi phạm bị phạt tiền tới 15 tỷ đồng, phạt tù tới 15 năm. Hãy nói không với các sản phẩm từ ngà voi ngay bây giờ.